Đầu giường ngủ mà để ba thứ này, không tai họa cũng nợ nần chồng chất. Thứ nhất là tượng thần Phật. Một số gia đình để tượng thần Phật ở đầu giường ngủ để tạo cảm giác bình an, được phù hộ. Tuy nhiên đây là việc không nên làm. Tượng thần Phật vô cùng linh thiêng, những thứ này cần đặt ở những nơi trang trọng, tôn nghiêm. Trong phong thủy, đặt tượng thần Phật ở đầu giường ngủ, tức là cất giấu tài lộc may mắn, gia chủ sẽ khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp. Thứ hai là gương soi, gia chủ cần tránh để gương soi ở đầu giường, hay ở đối diện giường, sẽ làm cho giấc ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc giữa đêm, hay có cảm giác bất an lo lắng. Thứ ba là dao kéo, vật sắc nhọn. Đây là những vật được cho là mang theo nguồn sát khí, dễ tạo áp lực lên công việc, gây bất an, do đó gia chủ nên tránh đặt ở khu vực đầu giường ngủ.